Chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Em có một chậu bờ rát nở rất là đẹp luôn, chậu to khủng luôn nè, chị thấy không? Bờ rất còn nhiều vòi nụ luôn. Đó, cái này em sẽ chia sẻ hướng cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Đây là một cái cây bờ rát, dòng bờ rát nha, rát Sabuna. Và cây này là bờ rát rất là xưa rồi nha, cây này là cây Morning Glory. Cái cây này là một cây xưa rồi, hiện tại bây giờ cũng rất là hiếm, không có cây đâu. Đó, một chậu to như thế này. Nếu mà cây mà chậu to như thế này thì cực kỳ hiếm luôn nha. Đó, cây rất là xiên luôn. Anh chị thấy em trồng chậu to mà nó còn rất là nhiều vòi nụ nè. Đó, hoa rồi nụ rất là nhiều luôn. Đây là còn mấy vòi nụ luôn nè. Đó, anh chị thấy không? Chia chích nụ luôn. Anh chị mình thích chơi hoa thì mình sưu tầm dòng brass cho em ha. Dòng brass Sayona thì cực kỳ xiên hoa, siêu xiên hoa luôn. Thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình hướng cây Morning Glory xưa này. Đó, hướng đan hoa này là ba lá. Đâu là cái thân hoa đây? Là ba thân, một hai ba thân đây. Ba thân này sẽ là giá 200.000 cho anh chị cô chú mình sưu tầm ha. Đó, mặt hoa rất là đẹp luôn cho anh chị mình xem nè. Mới nở nó cái lửa nó sẽ đậm. Đây bên này có cái vòi nó chuẩn bị nở, cái lửa của nó sẽ đậm hơn. Khi nó nở căng lên thì lửa nó sẽ màu hồng như thế này, rất là đẹp, rất là cưng luôn. Dòng brass thì nó sẽ là cánh hoa đại, hoa sẽ nhỏ và cái phần lửa sẽ rất là to. Anh chị xem một cái vòi hoa, một cái cần hoa của nó nè, rất là đẹp luôn. Đó, 200.000 một hướng ba lá đang hoa như thế này. Anh chị cô chú mình sưu tầm thì mình nhanh tay mình inbox qua Zalo 0933 12442 quen để mình sưu tầm ha. Thì dòng brass này thì cực kỳ xuyên hoa, lên thân nào sẽ cho hoa thân đó. Anh chị mình trồng một cái chậu to như thế này nè, đó thì sẽ rất là nhiều vòi hoa nó đậu cùng một lúc cho anh chị mình ngắm hoa luôn và rất là lâu tàn luôn nha, chịu thấy không? Đó, còn rất là nhiều vòi đang nụ nè. Rồi cực cái này mình nở trổ ra một lần một thì sẽ cực đỉnh luôn, là một cực phẩm luôn, rất là đẹp luôn ha. Đó, anh chị mình ngắm hoa mình xem nè, rất là đẹp luôn. À, anh em chia sẻ hướng ba lá chỉ 200k thôi. Anh chị mình yêu thích thì nhanh tay mình inbox qua Zalo của em để mình sưu tầm nha. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.